Tài cũng nghĩ đó là bản thân mình. Hình mẫu của Tài hướng tới là một người đàn ông chín chắn, mạnh mẽ và có thể tin cậy được. Bên cạnh đó thì Tài cảm thấy mình ngày càng tự tin hơn. Thì Tài nghĩ đó cũng chính là mình, hy vọng là như vậy. Nếu mà có sức hút với phái nữ nhất thì nếu mà nói về những bạn mà tin tin kiểu trẻ con dễ thương thì em sẽ nghĩ là Jason. Vì Jason vừa hát hay, còn đẹp trai, lại em nghĩ là giọng Bắc thì mọi người á kiểu nó ấm áp á, mọi người lại thích nghe hơn. Đấy, em nghĩ thế. Sức hút với phái nữ nhiều nhất có lẽ là anh Tony. Người có sức hút với phái nữ nhất thì có lẽ là bố lão, ông chú Phan Tony. Rất ấm áp, nhẹ nhàng. Em có sức hút nhất. Nhiều khi ít nói đôi khi nó lại là tốt. Hiếu lại cảm thấy là Tony. Vì Tony chững chạc và người phụ nữ thích một người mà che chở được một người phụ nữ. Nhìn trực tiếp ấy, thì Jason nghĩ là sẽ là anh Cao Xuân Tài. Bởi vì Nam Vương mà, nhìn mắt là thấy ngon, ngon lành là thấy ok rồi. Ở đâu để về nói chuyện thì Jason nghĩ là sẽ là anh Tony. Bởi vì anh Tony là một người chín chắn cho nên là các bạn nữ sẽ thích. Nếu mà có sức hút với phái nữ nhất thì chắc là Cao Xuân Tài. Từ vẻ ngoài của Tài cho đến danh xưng và cách của Tài cũng khá là dễ làm cho các bạn nữ cảm thấy cảm tình. Trọng Hiếu, tại vì Trọng Hiếu là một chàng trai rất là phong cách và có cái sức hút rất là lạ. Tài là nữ thì Tài sẽ chọn anh Tony hoặc là chính bản thân mình. Bởi vì Tài thấy hình tượng của anh Tony là một người khá là chín chắn. Và cũng hai anh em cũng có điểm chung, giữa Tài và anh Tony cũng có điểm chung. Mà Tài thì lại thích những người chín chắn, cho nên là đó có thể là anh Tony hoặc là Tài. Chắc có lẽ là Trọng Hiếu, tại vì bạn ấy là một người rất là dễ gần và rất là vui khi mà mình tiếp xúc với bạn ấy. Nếu là nữ thì em sẽ tỏ tình với Hải Nam đi. Vì đối với Trung đi, Trung thích giọng Bắc, ấm áp. Hải Nam thì kiểu đẹp trai, cười sáng này nọ và lại còn hát hay nữa. Thì đó là nghĩ đó, chừng đó là đúng tim fan các bạn nữ rồi. Nếu như mình là nữ thì có lẽ là mình sẽ chọn Hoàng Trung. Thì Trung là một người rất là chân thật, nhẹ nhàng và vui vẻ. Là nữ thì mình muốn hẹn hò với bản thân mình nhất. Bởi vì chắc có lẽ là bản thân mình tự